Chuyện thần thái hoa hậu khi catwalk, Ngọc Châu chỉ cười một cái mà cả cộng đồng mạng. Diễn trên sàn runway như thế nào để mang lại thần thái và truyền tải được tinh thần của những trang phục của các nhà thiết kế là một vấn đề được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Vì thế mà đôi khi thần thái này là chủ đề gây tranh cãi đối với cộng đồng mạng, và đặc biệt đối với những nàng hậu lấn sân sang catwalk lại càng nhận về nhiều sự chú ý. Ví dụ như Ngọc Châu đã bị cộng đồng mạng chê không chuyên nghiệp chỉ vì cô nàng đã cười khi đi catwalk, khiến không ít người phải đặt ra dấu chấm hỏi lớn vì diễn trên sàn runway là bắt buộc không được cười hay sao? Cũng trong khuôn khổ của buổi biểu diễn ấy, những người đẹp khác như H'Hen Niê, Minh Tú, Võ Hoàng Yến vẫn giữ nguyên thần thái sắc lạnh từ đầu đến cuối. Vì thế nhiều người đã cho rằng Ngọc Châu mỉm cười khi catwalk quá là thiếu chuyên nghiệp. Không những vậy, trong những show khác, Ngọc Châu cũng nhiều lần cười rất tươi. Khi diễn cặp cùng với H'Hen Niê, cả hai đều cười rất đẹp khiến khán giả cảm thấy không hài lòng. Có người cho rằng cả hai đang nhầm lẫn giữa việc làm hoa hậu và làm người mẫu. Không riêng gì H'Hen và Ngọc Châu, Đỗ Thị Hà cũng từng bị cộng đồng mạng déo tên bởi vì cười khi đi catwalk. Có người còn cho rằng Đỗ Hà có cả một bộ sưu tập về nụ cười, khi từ cười mỉm đến cười tươi trên sàn runway. Nhưng cũng có lúc nàng hậu vẫn mang theo thần thái sắc lạnh khi cần, nên nhiều người cho rằng đây chỉ là yêu cầu của nhà thiết kế. Hay đến cả Lương Thùy Linh cũng không ít lần khiến cộng đồng mạng xôn xao khi thể hiện biểu cảm khuôn mặt quá nhiều khi vào các vị trí quan trọng như vedette trên sàn diễn. Điều này khiến người hâm mộ không xem đồ, cũng không xem trình catwalk mà chỉ tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng hậu mà thôi. Không ít người còn để lại bình luận cho biết lý do mà các người mẫu chuyên nghiệp luôn giữ thái độ lạnh lùng trên sàn catwalk là do muốn khán giả chú tâm vào những bộ trang phục. Còn nếu như người mẫu cười hoặc có biểu cảm khác thì sẽ khiến khán giả bị phân tán sự chú ý thay vì nhìn vào thiết kế. Tuy nhiên, đối với nhiều người đây cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Hơn nữa, trong các nàng hậu cũng có những người xuất thân người mẫu nên khán giả tin rằng họ sẽ biết điều gì nên làm. Có người còn cho rằng có vẻ như khán giả đã quá khắt khe với việc hoa hậu diễn trên sàn catwalk, thế nên mới phản ứng như thế. Bởi vì Tiểu Vy cũng như Phương Nghi cũng từng có những lần catwalk với thần thái sắc lạnh cũng như không thể hiện biểu cảm khuôn mặt. Nhiều người lại cho rằng cả hai quá đơ và không thể truyền tải được tinh thần của trang phục. Ủa chứ bộ người mẫu là không được cười hả? Nhưng mà lỡ có những trang phục cười lên mới đúng tinh thần rồi sao? Cái gì cũng mang tính tương đối thôi chứ, đâu phải lúc nào cũng lạnh băng là được. Có mấy lúc Ngọc Châu diễn vẫn rất là thần thái, sao không thấy khen. Nhưng đúng là lối catwalk của hoa hậu nhìn rất beauty queen chứ không được người mẫu cho lắm. Nhưng thần thái sắc lạnh cái cũng có người chê đơ hà. Không phải do biểu cảm mà do là mấy bà quá đẹp thôi. Có thể thấy, việc hoa hậu lấn sân sang sàn runway vẫn luôn nhận về nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng. Không riêng về lối catwalk mà cả thần thái và biểu cảm lúc trình diễn cũng là điều khiến rất nhiều người tranh cãi. Còn bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho YAN biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!